bé gái Đài Loan bị thiệt mạng trong siêu bão mạnh nhất của năm. Một bé gái 8 tuổi vừa bị thiệt mạng khi bị cuốn ra biển ngoài khơi của Đài Loan khi siêu bão mạnh nhất năm Zedolo chuẩn bị đổ bộ. Bé gái trở thành ca tử vong đầu tiên do cơn bão sắp đổ bộ sau khi bị cuốn ra biển ở huyện Jilin, phía đông của Đài Loan vào ngày hôm qua, giới chức nói. Một trẻ nữ em nữa cũng đang bị mất tích trong cùng một vụ, trong khi người phụ nữ 38 tuổi và một cô con gái khác sống sót bé gái thiệt mạng và bé mất tích bị sóng mạnh cuốn trôi, theo AFP dẫn lời của phát ngôn viên cơ quan cứu hộ Đài Loan cho hay. Siêu bão Sudelua, hồi đầu tuần này được gọi là trận bão lớn nhất trong năm, đã khiến cho hàng ngàn người phải sơ tán và quân đội đang ở trong tình trạng sẵn sàng. Giới chức cảnh báo nó có thể mạnh lên trước khi đổ bộ. Hơn 2.000 người đã được sơ tán khỏi các đảo nhỏ của Đài Loan, vốn nổi tiếng với khách du lịch. Quân đội cũng đang chuẩn bị giúp đưa cư dân rời nhà tới nơi ẩn trú. Tại hai huyện ven biển Chi Lan và Hoa Liên, các văn phòng và trường học phải đóng cửa sáng nay và dự kiến nhiều huyện nữa, chủ yếu ở phía đông và bắc, cũng phải làm theo. Một số chuyến bay rời Đài Loan cũng đang bị hủy bỏ. Cơn bão dự kiến đổ bộ trực tiếp vào bờ biển phía đông, tuy nhiên hầu hết đảo Đài Loan sẽ chịu mưa lớn. Đến chiều ngày hôm nay theo giờ và ngày địa phương lượng mưa tới 140mm đổ xuống gần thành phố Taoyuan ở Tây Bắc Đài Loan.